Theo người dân tổ dân phố 11, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên phản ánh, cứ mưa lớn là một số hộ dân ở đây lại lo lắng bất an vì tình trạng ngập úng. Mỗi lần ngập, nước lên cao, có chỗ đến 1 mét, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Trước kia gia đình tôi ở đây chưa có dự án ấy thì là không bị ngập bao giờ. Không bị ngập bao giờ, từ khi có dự án về làm dở dang ấy thì cứ mỗi lần mưa to là gia đình tôi lại bị ngập. Và mỗi lần ngập là nói chung là gia đình tôi thiệt hại, nói chung là cũng mất nhiều lắm. Đề nghị là làm sao để dự án này nhanh khôi phục đi để cho gia đình khỏi bị lụt. Hai nữa là không thì tạo điều kiện cho gia đình coi là nâng cấp cái đất nhà cao hơn. Theo một số hộ dân ở đây, tình trạng ngập sâu mỗi khi có mưa xuất phát từ việc san lấp mặt bằng dở dang của dự án khu dân cư số 11A và số 11B đã tạo thành khu vực lòng thuyền. Do không có mương thoát nước nên cứ mưa lớn là lại gây ra tình trạng ngập úng, môi trường cũng bị ô nhiễm do nước ứ đọng. Chỗ đường thoát nước ở đây là do dự án làm, cho nên là bây giờ thì vì là cái cống thoát nước nó không kịp cho mưa úng toàn bộ khu vực ở trên này là nó dồn về, cho nên là ảnh hưởng đến gia đình ở đây. Thì gia đình đã có ý kiến với tổ dân phố, mà tổ dân phố cũng đã có ý kiến với cấp trên, thì cũng mong muốn rằng là ban dự án và cấp trên sẽ có phương án để cùng nhân dân để làm thế nào để cho nhân dân khỏi bị ngập úng. Để người dân khu vực này không bị ảnh hưởng, chủ đầu tư cũng cần đẩy nhanh tiến độ dự án, xây dựng, sớm hoàn thiện hạ tầng để người dân ổn định cuộc sống.